Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Thanh Chém và tôi là người quay hộ. Hiện giờ thì tôi và anh Thanh Chém đang đi buổi chiều rỗi rồi, hôm nay là được nghỉ. Hai anh em là sau cái thời gian mà công việc nó mệt nhọc, nó áp lực quá thì muốn đi xuống cái làng này tham quan một chút. Đấy. Cái làng du lịch này. Cái làng này thì nó gần như dựa lưng vào đá luôn các bạn nhé. Đây này. Đấy, đá rất là nhiều. Thì đây, anh Thánh Chém anh đang đứng ở đây thì chính là một cái biển mà nó đứng ở giữa cái làng này. Khu này chính là khu B thôi, còn khu A nó ở trong kia. Đây chính là cái làng dân tộc Mông, Pả Vi, Mèo Vạc. Đấy. Đây chính là có một cái biển đá. À, trà bằng đá mài hay là người ta cắt bằng ấy nhỉ thằng nhỉ? Cái này chắc nó trà bằng đá. Cái trà cái... bằng đá mài á? Ừ, đá mài. Đá mài của mình xong rồi hàng ngày mình cứ trà thế này á? Ừ. Ừ, thế mịn nhỉ. Cái này là nó có một viên đá khác ấy, nó cứ cầm xong nó ngồi nó mài vào nhau ấy. Cứ mài như này á? Ừ. Ô, mài thế thì bao giờ nó mịn được? Ô, mài. Rồi. Thế là nó mới có mới giá trị như này chứ còn nếu mà cứ cầm máy ra trà thì nó ăn thua gì. Chắc cái này... là cái này là hòn đá mài của mình. Đúng rồi. Đá mài phải cực cái, sẵn. Cái người thợ ấy là họ có cầm một cái viên đá xong họ cứ ngồi thế họ mài. Các bạn thấy hai cái nhà này đẹp không? Nếu theo con mắt của tôi thì hai cái nhà này thuộc dạng là cũng là top ở trong cái khu vực này. Đúng rồi. Ở cả cái khu vực này thì là đều là cái làm cái dịch vụ ngủ nghỉ luôn ở đây, ăn uống luôn ở đây. Ở đây thì chủ yếu là đá và gỗ và cái mái ngói âm dương. Tại sao tôi nói vậy? Là đây thì các bạn biết là từ cái nền này, tường này, rồi là trong nhà là chỉ có gỗ và đá và mái ngói âm dương và những cái cột gỗ rất to như này của nhà người ta. Như nhà này thì cũng là một nhà rất là đẹp. Hơi chó á, đi ra. Dưới này cũng thế. Thôi bây giờ anh em chúng tôi đi vào trong này chơi đã, không có thời gian để quay cho các bạn xem được. Tôi sẽ xin kết thúc cái video của anh Thánh Chém ở đây. Đấy. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của anh Thánh Chém.